phải có nguyên tắc. Em thấy mình một chuẩn của thanh niên nghiêm túc, không yêu cầu gì về ngoại hình, nhưng mà nếu mà mẹ càng đẹp thì con sẽ được hưởng thụ theo. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời em ngồi. Mời đi bạn. Rồi, ưu tiên bạn nữ giới thiệu trước nha. Em chào khán giả, em chào chị Tường, em chào anh Linh ạ. Em chào anh bên đó. Em tên là Phạm Thị Nhung, em năm nay 26 tuổi, quê em ở Thái Bình. Em hiện đang công tác ở Viện Quản lý Kinh doanh Quốc tế, là một công ty về giáo dục ạ. Thì em làm bên bộ phận giáo vụ, tức là em hỗ trợ học viên trong cái quá trình học ạ. Làm việc ở chỗ nào em? Thì làm việc ở chỗ Tân Bình ạ. Rồi. Bạn ấy tên Nhung nhớ nha, Nhung nhớ. Bạn tên gì? Chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường, bạn Nhung cũng như toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Trung, sinh năm 90, là đồng hương của nhà văn Nam Cao, đến từ huyện Lý Nhân của tỉnh Hà Nam. Bạn đang làm nghề gì? Em là quản lý vận tải cũng như là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty vận tải Nam Việt. Ở đâu bạn? Dạ, công ty của em thì trụ sở đặt tại quận Tân Bình của thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, bạn bên kia cũng ở Tân Bình đúng không? Em có ưu điểm gì? Chắc em kể điểm xấu đi, tại nó nhiều quá. Em thì nói chung là tính thì hơi trẻ con. Tại vì là nhiều khi em hành động nó theo cảm tính rất là nhiều. Và em hay quên nữa, thỉnh thoảng cứ làm cái này thì quên cái kia. Thỉnh thoảng hay cầm ràm nữa, nói nhiều nữa. Đàn bà nhìn chung vậy hết là không sao. Đó là khuyết điểm, mình có ưu điểm gì không? Em thì khá nhanh nhẹn, sống nguyên tắc. Nói chung em hay đặt ra những nguyên tắc cho mình. Ví dụ như làm cái gì cũng vậy thì phải có nguyên tắc. Ví dụ như trong tình yêu cũng vậy, em thích là mình sẽ đặt ra nguyên tắc và mình trao đổi nguyên tắc với nhau. Rồi, vậy bây giờ em trao đổi nguyên tắc tình yêu của em với anh ở bển đi. Không, bây giờ em hỏi anh là bây giờ nguyên tắc của anh ấy như nào đó thì em mới biết được chứ. Em phải nói nguyên tắc của em trước chứ. Anh có biết sao đâu, anh đâu có đặt ra nguyên tắc đâu. Em muốn tình yêu là như thế nào? Trong tình yêu, trong tình cảm hay trong cuộc sống vậy thì mọi người phải sòng phẳng với nhau, có thời gian để chia sẻ. Em dở đoán ý người khác lắm, nên là nếu mà không chia sẻ, không có sự chia sẻ thì thực ra bên nó nói lung lung quá. Bây giờ em cứ nói chung không, em nói riêng đi. Để bên đây người ta biết, ta tính toán. Đó, bây giờ em muốn anh bên kia cụ thể sao? Là cụ thể cỡ nào anh? Muốn cụ cỡ nào cũng được hết. Thì đó, nguyên tắc của em cụ thể như thế nào? Bắt đầu yêu nhau đưa ra nguyên tắc nào? Thì nói chung là phải quan tâm nói chung đến nữa. Gia đình. Nói riêng đi, nói chung, nói chính xác cụ thể vô. Nói chung là mình quan tâm đến gia đình. Thôi em bối rối quá. Sao? Rồi bây giờ bạn trai có những ưu điểm, khuyết điểm như thế nào? Ưu điểm đầu tiên của em thì em tự nhận xét mình là một người rất là nhiệt tình. Em thấy mình một chuẩn của thanh niên nghiêm túc. Quá dữ. Đó là nguyên tắc của người ta đó, thấy không? Gì nữa? Cái nữa là em khá là thật thà. Mình có khuyết điểm gì? Đó là em không biết hút thuốc. Không có cái gọi là ham hố về cái vấn đề bia rượu. Dạ. Dữ à? Cái khuyết điểm của em mà em thấy là bự nhất ấy, là ngoại hình của em không đẹp. Này biết nói thiệt chứ này chắc nó thiệt. Hồi nãy giờ nó ngược mà cái này chắc nó thiệt. Rồi, bây giờ nguyên tắc yêu của em là gì? Em thấy nhiều bạn gái thì muốn đi chơi về trước 10 giờ. Nhưng mà em thì đi chơi đến khoảng 10, 11 giờ. Không được, em đi chơi tới 10 giờ thôi anh. Nguyên tắc của người ta đi tới 11 giờ thì em 10 giờ em về, người ta đi tiếp 11 giờ người ta về. Nếu mà bạn nữ mà về lúc 10 giờ thì em còn đi chơi với ai nữa rồi? Bạn muốn đi đến 10 giờ thì rồi, 10 giờ mình như thế. Nguyên tắc mà không kiên định chị. Không kiên định. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một mối tình như thế nào? Bạn gái phải là người quê gốc ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc. Bạn kia quê ở đâu? Em quê Thái Bình. Thái Bình. Có gốc rồi. Thứ hai là bạn nữ thì em cũng không yêu cầu gì về ngoại hình, nhưng mà nếu mà mẹ càng đẹp thì con sẽ được hưởng thụ theo. Rất dễ nhưng cũng rất khó. Gì nữa? Gì nữa không bạn? Em thì em thích con gái để tóc dài qua ngang vai. Con gái thường mặc áo dài thì rất là đẹp. Rồi, đây nghĩa là bạn thích truyền thống hơn đúng không? À, đúng rồi. Rồi, đó là nguyên tắc của bạn trai đó. Mình giờ mình trao đổi lại được chưa? Nguyên tắc thì như lúc nãy em có trao đổi, thứ nhất là mình trao đổi trước những cái mà mình thì giờ em nói vô cụ thể đi, giờ em thích cái gì, em ghét cái gì, em nói với ảnh đi. Thì ví dụ như em không thích một người mà chải chuốt bóng bẩy quá, gọn gàng là được rồi, nhưng mà bên đây có hàng hơi chải chuốt bóng bẩy. Gì nữa ạ? Hành động thì phải dứt khoát, mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm với cái việc mà mình làm. Nói chung là thích một người biết yêu gia đình. Có điều gì em không thích? Nói chung là hói.
Không có. Nói chung là trông nó hơi yếu đuối. Không, bên đây không yếu đuối. Lát qua coi mới tin. Gì nữa không? Tiêu chuẩn cao thì cao hơn em chút xíu là được rồi. Dạ. Cười ấm áp một chút rồi. Trời ơi, ấm áp là cười sao trời? Tôi thấy toàn lạnh lẽo không à. Mùa đông mà không thấy lạnh nữa thì được rồi. Ôi. Cười coi. Cười coi. Vẫn lạnh em ơi. Em cao mét nhiêu? Chuẩn 1m70 chị. Vậy là hợp với cô bên này. Người ta thích một người bạn trai, một người chồng tương lai là phải biết quan tâm đến gia đình. Một cái tính cách của em, có thể bạn nữ sẽ dần dần bạn sẽ nhận ra. Đó là em sống rất có trách nhiệm. Nói là làm. Và cái hai, làm là làm và chơi là chơi. Thường quà thì có một cái này thôi nè, là chị thấy hoài nè. Mà cái đó đó. Nhà em bán trái cây. Em tặng bạn nữ là em biết. Mới không em hay là đồ bán ế em? Không chị. Thôi chừng nào mình tiến tới hôn nhân được. Năm 2017 cũng theo cái suy nghĩ của bản thân cũng như là thần giao mách bảo trong giấc mộng. Tiên hay bà hay là ông bụt hay là cái gì đó ai báo? Các cụ đời xa xưa. Ghê vậy luôn hả? Dạ. Bạn này dễ nè. Trời qua ơi. Qua xem. Mấy cái nguyên tắc gì đó của em anh không hiểu. Bây giờ nói rõ cụ thể cho bạn ấy hiểu đi. Nói chung là mình phải chia sẻ công việc nhà. Cái này dễ mà. Em có thể chia sẻ công việc nhà, rửa chén, rửa bát, giặt quần áo được không em? Dạ, ngày nào em cũng làm anh. Rồi ngày nào anh cũng làm thì em không làm được không? Em không làm cũng được. Sao nguyên tắc gì nữa nói luôn. Thôi được rồi. Vậy mà cũng đưa ra nguyên tắc. Tưởng đâu có bản nguyên tắc dài mà còn chứ. Cái đó đơn giản mà. À, rồi. Bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân đi. Đúng rồi. Bạn trai, mình có đi với người thân không? Dạ, hôm nay em có đi cùng với cậu, mợ và em gái. Chào cậu. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Em chào tất cả khán giả trong trường quay và khán giả xem chương trình. Thấy cháu dâu tương lai mình thế nào? Tôi là cậu của cháu Trung. Góc độ như cháu ấy, thì người ngợm thì cậu cũng ưng rồi đấy. Chỉ có cái là sống như cái phong tục người Bắc chúng ta thì nó hơi nội trợ một tí. Ví dụ như công việc mà các cháu mà có đi làm ở cơ quan hay là gì đó, nhưng mà vẫn phải quan tâm chăm sóc đến gia đình là cái quý. Việc nội trợ thì thực tế là em thích ăn cơm với gia đình chứ không thích ăn ngoài. Nói chung là em thì không phải giỏi lắm về cái công việc nội trợ đâu, nhưng mà cũng không đến nỗi là vụng. Em nghĩ là có thể đảm bảo được. Dạ, cậu yên tâm nhé cậu. Gia đình nhà cháu Trung ấy, thì có bán trái cây. Thế ví dụ như có kẹt công chuyện tí mà bố mẹ cháu mà có nhờ cháu chồng giúp thì cháu có lại ngại về cái việc đó không? Thì dĩ nhiên đây là việc của gia đình thì mình phải hỗ trợ rồi. Nhưng là không có đừng không có ngại đứng bán trái cây đúng không? Đứng bán lấy tiền có gì đâu ngại. Đó. Người dân người ta bảo là làm dâu người Bắc hơi khó. Thế như cháu nghĩ là cháu có con... Thì con là người Bắc mà. Làm dâu người Bắc thì có vấn đề gì đâu, cũng còn phong tục tập quán thì mình cũng như nhau thôi. Vậy thế là cậu duyệt rồi đấy cháu. Cảm ơn cậu. Rồi mình có đi với nhà người thân nào không bạn gái? Em đi với lại chị gái, chị họ với lại ba người bạn nữa. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột. Chào chị. Em chào chị Quyền, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các khán giả trong trường quay. Bạn trai thì nhanh nhẹn, hoạt bát và nói năng thì dứt khoát ạ. Duyệt không? Ưng chưa hay là chưa ưng? Được ạ, ưng ạ. Ưng rồi, hai bạn sẽ gặp nhau nhé, hai bạn quyết định thôi. Kéo màn lên. Nào, bắt đầu. Mình có hoa tặng cho bạn. Đây là giỏ trái cây và cũng đích thân mình tự tay làm. Dạ em ăn. Nhận đi, ăn hết là mai mốt về bán trái cây đó cưng. Cho em gửi. Cái này không cần phải chăm nên là dễ. Dạ, cảm ơn bạn. Rồi chúng ta trò chuyện đi các bạn. Mình thấy đối tượng mình như thế nào? Bạn là một người rất là xinh và mái tóc ngang vai theo đúng cái chuẩn mà gọi là mình có thể đề ra thôi. Anh có cái gì mà anh ghét nhất và anh không thể chấp nhận được khi mà anh quen một cô gái không? Mình tên Trung, bố mình tên Thủy, nhà mình rất là Trung Thủy và Thủy Trung. Thế nên cái vấn đề mình không thích nhất và mình ghét nhất ở người phụ nữ đó là cái sự phản bội. Trung cười đi, cười coi bạn kia thấy ấm ấm giữa mùa đông. Hãy cười nhiều nữa mới được. Nên là có thể những cái buổi gặp gỡ tiếp theo giữa Nhung với Trung thì Trung sẽ cười nhiều hơn. Thế bây giờ bạn cảm nhận về bạn nam đi. Nói chung là bạn thì
Nói chung là nói chung đấy. Nói chung là em cảm thấy run quá, em không trống rỗng luôn. Em nghĩ là mình có thể là qua thời gian tìm hiểu thì mình sẽ nói chung là những cái suy nghĩ khác hơn những cái đó để lâu đó. Đi cái đó để sau đi, chẳng lẽ nãy giờ mình nói chuyện có 10 phút 15 phút lòng vòng dễ sợ chúng ta không suy nghĩ được điều gì à? Nói chung là em hay ở công ty mọi người cũng nhận xét là nói cái gì mà nói cứ vòng từ chỗ này sang chỗ kia, không cụ thể. Nào, ta nói trước đi, xíu nữa mình sẽ đi chung một đường và nếu được mai mốt mình sẽ về chung một nhà. Quyết định cũng phải có thời gian để suy nghĩ, nhưng thời gian chỉ trong 3 tiếng đếm. 1 2 Khi chúng ta bấm là chúng ta đã trao cái duyên cho đối tượng của mình các bạn nha. Đang đối diện với người thân, bạn bè của chúng ta. 3 Hết thời gian. Rồi bây giờ mình nắm tay nhau trước đi. Hãy hôn vào má cô gái. Không có né được. Thì do cái sự rụt rè của bạn nữ, thế nên là mình và đặc biệt là em cũng sẽ cố gắng xin gửi tới mọi người cái nụ hôn thời gian sắp tới. Thấy chưa, chú bằng cô đồng thấy. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta sẽ có những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox của 212 Lý Chiến Thắng và thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1.000.000 đồng. Các bạn có thể vừa xem phim vừa mua sắm. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, quà tặng cho hai bạn là một bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Rồi, xách cái cây, xách hết đi. Đấy, đúng rồi. Sao bị ngược vậy? Nào. Rồi. Em chưa tỏ tình với ai bao giờ. Nhát quá. Nhiều khi đông vậy đánh nhát thôi chứ, với em đánh nhát sao chị? Qua đó cô kia chịu ôm hung cái được không? Sợ cô ấy không chịu thôi chứ em thì được. Thấy được hả? Thôi dù sao thì họ cũng đã có một chút duyên đến với nhau rồi. Hy vọng là cái duyên đó nó sẽ tiến xa hơn nữa quý vị nha. Còn bây giờ mời quý vị ta tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Em tên là Mai Trinh, năm nay em 24 tuổi. Em đang là nhân viên của một công ty phần mềm, xử lý một vài vấn đề về kỹ thuật cũng như là truy vấn số liệu cho khách hàng làm việc trên phần mềm do công ty em thiết lập. Bạn trai. Dạ, em tên là Hải Đăng, hiện sống và làm việc ở Vũng Tàu, làm QC cho công ty về nhôm. Kiểm hàng. Bạn ở làm Vũng Tàu, sống trong Vũng Tàu luôn á hả? Bạn nam nói lớn xíu đi bạn. Hơi nhút nhát chút xíu đúng không? Dạ, tính em nhát lắm ạ. Nhát không? Dạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi rồi chị Tường. 29 tuổi đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chưa có mối tình nào hết. Chưa có mối tình nữa. Hèn chi nhát quá trời. Bởi vì lý do gì bạn biết không? Dạ chắc em nhát quá. Nhát quá đúng không? Dạ. Nhưng mà thích gái không? Hả? Dạ thích ạ. Có yêu ai chưa? Đơn phương á? Dạ rồi. Hầu như là người ta không thích mình không ạ? Em nói nói nhỏ gì người ta không thích đúng rồi. Anh yêu em. Chút nữa mạnh dạn lên nha. Mình nói lớn lên mình mạnh mẽ lên nha. Bạn có nhớ cái lời tỏ tình đầu tiên của bạn đối một đối phương như thế nào không? Dạ em chưa tỏ tình với ai bao giờ. Không có nói luôn. Mình phải làm một thái độ để cho người ta biết rằng mình yêu người ta chứ. Dạ. Có không? Dạ không. Không luôn. Nhạt quá. Rồi bây giờ mình hỏi bạn nữ nè. Ủa bây giờ em làm việc ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh chị. Nhưng mà quê với ba mẹ em thì vẫn ở ngoài Quảng Ngãi ạ. Chà, cặp này một chút nữa còn bàn cái chuyện hẹn hò nhau, người Vũng Tàu, người thành phố ha. Rồi mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, trước giờ thì em cũng có được một mối tình rồi chị. Em quen bạn đó lúc em học năm nhất, tình cảm cũng còn non nớt nên là tụi em làm bạn tốt hơn ạ. Nhưng mà dù sao cũng có kinh nghiệm hơn anh bên kia. Hy vọng là em cũng sẽ truyền cho anh chút kinh nghiệm. Mình đặt ra tiêu chí gì để đi tìm người bạn trai của mình không? Chỉ cần ảnh bình thường, có duyên xíu là được rồi. Sống có trách nhiệm, tốt bụng. Đặc biệt là em thích tính kiên nhẫn và cầu tiến ạ. Nhưng mà ảnh nhát chút thì em có ngại gì không? Nhiều khi đông dày đánh nhát thôi chứ với em ảnh nhát sao chị? Đó, ai mà không biết được. Hay đấy.
Rồi bạn trai nghe như vậy thì thấy như thế nào? Bạn có nhát với người đối diện không? À, dạ. Ngồi cạnh cô gái đẹp bạn làm gì? Dạ, không biết làm gì luôn. Không biết làm gì luôn hả? Dạ. Nào, hãy đàn hát một bài nào đó trước người đối diện để quên đi những cái nhút nhát của mình đấy. Đúng rồi. Nào. Bắt đầu đừng lớn lên, đàn lớn lên. Nào. Em rung quá nên. Trời ơi, tiếng đàn cũng rụt rè như tiếng đàn. Dạ, bay lên. Bắt đầu. Vô. Từ khi yêu em. 2, 3. Từ khi quen em, anh đã biết bối rối. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh, nụ hôn thơ ngây trao em rồi. Em yêu kiều thướt tha cho hồn đắm say. Một tình ngờ dài lâu ngủ sâu vòng tay em ai. Anh nào biết, anh nào có hay. Anh phút trôi qua tay giật mộng tan. Lòng cay đắng khi em quên lối hẹn. Lời yêu lời hơn em đã quên. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Được anh. Thầy ơi nói nghe nè. Dạ. Cầm đàn á thì phải nó lớn lên xíu. Dạ dạ. Đẹp trai mà. Đâu coi 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 kỹ mặt mày coi. Ngon lành mà sao nhát dữ vậy? Dạ. Chào chị. Dạ. Ráng tự tin lên nha. Rồi chị làm mai cái mối này cho nha. Dạ dạ. Giờ ví dụ giờ nè, qua đó cô kia chịu ôm hung cái được không? Sợ cô ấy không chịu thôi chứ em thì được. Được hả? Anh cứ làm đi, còn cái chuyện người ta chịu không chịu tính sao? Chứ phụ nữ mà không lẽ hỏi em ơi cho anh hùng cái, không lẽ ta nói gật đầu thì cũng ngại. Dạ. Anh cứ nhau vô. Dạ. Rồi bây giờ hỏi nè, mình có muốn dự định là khi nào mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ thì năm nay em cũng lớn rồi chị, nên mình xác định là mình quen là 6 tháng tới 1 năm là cưới được chị. Nhanh vậy đó hả? Dạ. Rồi lấy nhau về, vợ chồng mình ở đâu? Nhà em có chị hai với là chị kế thì sắp lấy chồng. Còn em là con trai nên phải ở với mẹ. Ừ. Nuôi mẹ, ba mẹ. Ừ. Vậy làm dâu là em định để cho vợ làm gì? Dạ nếu mà ở nhà em nuôi cũng được, không sao. Trời nuôi không? Em làm gì mà em nuôi vợ em luôn ghê nuôi vậy? Nuôi con nữa đó, vợ con rồi mẹ nữa. Dạ thì mình làm nhiều thì mình xài nhiều, mình làm ít thì xài ít. Yên bình quá hả? Dạ. Có nhiều xài nhiều, không có khỏi xài. Dạ. Đó là dạ luôn đó hả? Mình không xài được chứ con mình sao không xài được em? Vậy nói thôi chứ em cũng nói chung cũng có thể lo được. Ở nhà thì cũng có trồng tiêu, cây tiêu, cà phê, điều rồi. À tiêu điều á ha? Dạ không. Thì cây tiêu với cây điều có trồng. Có điều. Có điều không em? Dạ có. Có mà... tiêu điều kìa. Mà cái điều chặt cho chị giờ còn tiêu không? Ba mẹ cho em luôn đúng không? Khi lấy vợ đúng không? Cái đó em không quan trọng anh. Thí dụ chị nếu mà khó khăn cái gì đó thì... chia cho chị. Dạ. Bây giờ em có điều gì em đặt ra cái tiêu chuẩn gì ở người bạn nữ không? Dạ hiện thôi được rồi chứ. Vậy thôi, ngoại hình gì không? Thì dễ thương thì càng tốt mà... không được thôi. Nhìn giống chị Cát Tường là được. Cột rè quá, mạnh dạn lên xíu nha. Anh Linh ráng anh bơm bơm lên xíu anh Linh. Ông hiền mà muốn lấy vợ hiền chắc hai người về người nhìn nhau rồi cười không. Ai cái bạn nữ mà ráng mạnh mẽ lên chút xíu nữa được rồi để anh xem. Dạ. À, chào em. Bây giờ mình không thích gì ở người đàn ông? Đầu tiên là hút thuốc anh. Có hút thuốc không bạn? Dạ hồi xưa có mà giờ em bỏ lâu rồi anh Linh. Xong. Cái thứ hai là quá chi ly và kỹ lưỡng. Bạn có kỹ lưỡng chi ly không? Dạ không. Rồi. Có đâu chị mà muốn cho luôn tiêu điều mà không có gì nữa. Dạ hết rồi ạ. Ôi dễ quá. Dạ bây giờ về Vũng Tàu luôn sao? Dạ em á thì lấy chồng thì theo chồng rồi. Vậy đúng rồi. Miễn là anh lo công việc cho em dưới đó là được. Anh lo nó trồng tiêu điều. Bạn trai này hiền dễ sợ hiền luôn, chắc chắn về em làm chủ rồi đó. Đừng ăn hiếp nhà trai quá nha. Đừng hiếp đánh rồi khóc mà. Dạ, là khóc đó nha. Dạ thôi được rồi đó.
bạn bên kia cũng xinh xắn ha, cũng hoạt bát dễ thương. Dạ. Bổ sung cho em rất là nhiều. Anh thấy cũng được á. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình hỏi người thân đi, em có đi với ai không? Đi với chị gái em ạ. À. Chị hai đó hả? Dạ. Chị mà muốn nhường tiêu đều luôn đó hả? Dạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường ạ. Dạ, Hải Đăng thì tính hơi rụt rè. Quá rụt rè, quá hiền, quá nhát luôn. Nên giờ mới chưa có bạn gái. Bù lại là hiền lành, mới lại biết quan tâm đến người khác. Ừ. Dạ. Đúng rồi, nhìn người phúc hậu lắm, dễ thương. Dạ, thấy em gái bên này thì vui vẻ, với lại nhìn thấy mạnh dạn hơn Đăng. Thì chị cũng mong là qua chương trình này á, là Đăng cũng tìm được trước mắt là hẹn hò đã. Rồi sau này nếu tiến xa hơn thì chị rất là mừng. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Vậy là ổn. Rồi, nhà gái em có đi với ai không? Dạ, em có đi với chị hai, em trai và một đứa bạn thân của em ạ. Rồi, có chị hai, có em trai dạ. nữa. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Đăng. Lúc mà nhìn cái Đăng bước lên sân khấu á, thì mình cũng hơi bất ngờ. Giữa cái cây đàn và cái con người á, nó hơi mâu thuẫn với nhau. Tại vì những người mà chơi đàn thì người ta lại rất là dạn dĩ, và người ta lại rất là cởi mở. Cái này thì mình nghĩ là nên cố gắng. Tại vì mình là đàn ông mà, mình còn bảo vệ người phụ nữ và lo cho gia đình nữa. Cho nên mình hay mạnh mẽ lên một chút. Mình muốn hỏi Đăng một câu như thế này nè. Là đối với Đăng á, Đăng có quan trọng lắm về cái ngoại hình không? Thì em thì quan trọng thì tính cách con người ta thôi. Chứ nếu mà ngoại hình dù có đẹp cỡ nào mà tính cách nó hợp nhau thì em nghĩ thì chắc chắn thì không thể đến nhau được. Yeah. Ok, như vậy là được rồi ha. Rồi, hai người sẽ gặp gỡ nhau. Chúng ta kéo màn lên. Có quà hoa tặng em. Chị em cảm ơn anh ạ. À. Anh thấy em có chút gì giống so với tưởng tượng trước khi anh gặp em không? Nhìn em rất là cute. Em thấy anh rất là tình cảm. Bản thân em cũng là một người sống rất là tình cảm. Nên là em thấy thích. Và một điều em thích hơn nữa là em rất là thích chơi đàn, nhưng hiện tại em chưa có học được. Mỗi khi anh đàn thì em rất là ngưỡng mộ. Nếu mà có dịp thì anh sẽ chỉ em học. Anh đàn không có hay, nhưng mà nếu mà chỉ đánh được những cái bài mà em thích này, chắc là cũng có thể là anh chỉ được. Dạ. Vô cái tình yêu xíu đi. Nếu như mà hẹn hò thì sao, anh có lên thăm em được không? Chắc chắn là được rồi. Thì một tuần thì anh có thể lên một lần được. Em thì không có nhất thiết là một tuần một lần hay gì đó, mà miễn anh sắp xếp được công việc và cảm thấy nhớ nhau thì mình sẽ gặp. Em cảm nhận cô gái đối diện mình như thế nào? Có làm trái tim mình thổn thức, đập mạnh hay không? Nói với cô ấy đi. Anh gặp em thì anh cũng rất là có cảm tình với em. Nhìn em cũng rất là dễ thương. Thích không? Dạ thích. Chị gái, nói một câu gì đó với bạn trai đi. Em cảm thấy rất là ấm áp ạ. Hiền mà rất là dễ thương. Thôi, chúng ta sẽ quyết định. Chưa bao giờ biết yêu, chưa bao giờ biết hôn, chưa bao giờ biết tỏ tình cả. Bấm nút thì chắc biết. Rồi sẽ được hôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Đó, bây giờ nắm tay bạn gái đi. Nắm được không? Dạ được. Dạ. Mày dễ thương mà. Hôn bạn gái một cái mạnh mẽ coi. Nắm tay được rồi. Anh tiếp thêm. Không được, bắt buộc. Hôn bạn gái cái. Anh tiếp thêm sức mạnh cho em. Hôn bạn gái. Chịu chị hai. Chịu chị hai, chịu kìa. Chịu không chị hai luôn. Chịu luôn đó. Gia đình ủng hộ, ai cũng ủng hộ em hết. Hôn em đây. Nào. Hôn tay được rồi. Hôn để chứng tỏ mình là đàn ông. Dạ, thôi... Không có xin xỏ gì hết á. Bắt đầu. Hôn tay hôn chán thôi nha anh. Tao phải hôn con mà hôn chán. Chán là cho sự tin tưởng á chị. Trời, ông đi cô gái thì chết chết quá trời. Em về em vận động anh ấy hôn nhiều vô. Chúc các bạn sẽ có những thời gian lãng mạn bên nhau với những chiếc vé xem phim từ hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Và đây là... Oh.
một người, người vợ rồi, một bé hiện giờ là 9 tuổi. Em nghe bạn bạn trai có một đời vợ trước đó rồi, em có ngại không? Dạ em cũng ngại. Rồi mời em gái. Rồi ngồi xuống đi em. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Hiện tại chúng ta đang có mặt trong một không gian rất là ấm cúng nè. Căn phòng này rất là sang trọng ha, của nhà hàng Dimadrid. Và hôm nay thì chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng. Tại Dimadrid Buffet Restaurant có 200 món ăn đặc biệt dành riêng cho thực khách, được chuẩn bị bởi bàn tay khéo léo của hơn 100 đầu bếp. Món ăn tại chỗ và mô hình bếp mở với sự giao thoa giữa nhiều nước Á, Âu tạo ra sự đa dạng trong món ăn và sự tinh tế trong cách bài trí, đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Anh, Mỹ. Có quy mô lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, như chính danh xưng nhà hàng buffet hoành tráng. Dimadrid tự hào với diện tích của mỗi nhà hàng lên đến khoảng 3.000 mét vuông và có sức chứa tới hơn 1.000 khách hàng cùng với hệ thống phòng riêng sang trọng, ấm cúng. Chắc chắn khách hàng sẽ hài lòng khi đến với Dimadrid Buffet. Và bây giờ thì một nửa của chúng ta đang ngồi đối diện mình rồi, cách nhau trái tim thôi. Bây giờ hai bạn hãy nói lớn lên nha. Giới thiệu thật rõ về bản thân mình cho người đối diện có thể nghe được. Bạn trai, nói trước đi nè. Em tên là Bùi Mộc Lâm, sinh năm 1987, năm nay được 33 tuổi. Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Công việc hiện giờ em đang là kinh doanh tự do chị. Kinh doanh về gì em? Dạ em bỏ có mấy nguyên liệu để pha chế với nước uống với trà sữa rồi. À, mình làm cho mình hay là làm cho dạ, gia đình? Dạ làm tự mình làm. Tự làm riêng luôn? Là ông chủ nhỏ nhỏ? Dạ. Wow, được. Rồi, nhà mình ở quận mấy? Dạ em ở bên Bình Chánh nhưng mà ráp ranh với quận 8. Mình sống với gia đình hay sống một mình? Dạ sống với gia đình ở gần nguyên khu. Nguyên khu đó luôn. Dạ. Rồi mời em gái. Dạ em tên là Lê Thị Kim Tuyền, sinh năm 89, 30 tuổi. Dạ em quê ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ, cũng quê thành phố luôn. Dạ. Hôm nay Tuyền đang làm công việc gì? Dạ em làm công việc tự do ạ. Tự do là công việc gì? À, em làm thiêu tranh. Thiêu tranh? Dạ. À mình thiêu cho người ta, mình dạ, thiêu đúng rồi. Thiêu sỉ thiêu mối cho người ta đúng không? Dạ. Vậy là mình làm việc ở nhà. Dạ. Làm nhiêu ăn nhiêu hay là có giờ giấc gì cố định không? Dạ có, em đang làm thiêu tranh đó, em còn kiếm thêm việc làm khác nữa. À, dạ. Hai bạn cũng khá giống nhau, hiện tại là đang có công việc tự do ha. Em sinh sống ở đâu và sống với ai? Dạ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh, sống với ba mẹ. À, ở quận mấy? Ở quận Tân Phú ạ. Ở quận Tân Phú. Dạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em trong cuộc sống, trong cái công việc là gì? Điểm mạnh của cuộc... Tự tin lên cưng, bình tĩnh. Thôi để bạn trai nói trước nha. Dạ. Hít thở nha, bình tĩnh lên nha, suy nghĩ thử coi điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Bạn gái hơi hồi hộp một chút. Dạ. Lần đầu tiên tham gia chương trình chưa có bạn trai nên là hơi hồi hộp, mình giúp đỡ bạn gái nha. Rồi thế điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Em luôn nhiệt tình mọi công việc, luôn giúp đỡ người khác, có tính chân thành cao. Chân thành cao. Dạ. Rồi còn dạ, điểm yếu? Điểm yếu là em cũng đúng không kém gì bạn nữ đâu, nhưng tại do thanh niên đàn ông mà phải mạnh dạn lên chứ, rụt rè cái gì không biết nữa. Nhát gái hay là bạn trai bạn gái gì trước đám đông mình cũng nhát, hay là tại chỉ có trước bạn gái mới nhát thôi? Dạ chỉ trước với bạn gái thôi ạ. À còn bạn trai là líu lo. Dạ. Nhưng mà thích con gái hay thích con trai? Dạ thích con gái chị. Thích con gái phải không? Rồi nãy giờ định bình tĩnh hơn chưa? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm yếu em là nhát, nhút nhát. Nhát. Dạ. Còn điểm mạnh của em là làm thiêu chanh này kia chứ làm bánh lăng sữa chua. Dạ. Nói chung là nữ công gia chánh đó phải không? Dạ. Có tật xấu gì không? Lúc rảnh rỗi thì em thường hay làm gì ngoài công việc? Lúc rảnh rỗi thì em đi chơi với gia đình thôi. Đi chơi gia đình thôi. Dạ. Bạn bè không có nhiều? Dạ bạn bè không nhiều. Trước giờ em có làm công việc gì khác không? Trước thì em có làm công việc cửa văn phòng với công nhân. Tình trường thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ không. Hả? Dạ không. Không là không có hả? Dạ. Lúc trước thì có mà em quen ngầm ngầm mấy anh đó thì có tật xấu này kia, em không quen rồi. Tật xấu gì em? Ví dụ? Đòi hỏi sống thử này kia em không thích. À, không biết bạn trai quan điểm về việc sống thử như thế nào ha? Em chưa nghĩ tới. Em chưa nghĩ tới. Vậy tình trường mình sao? Mình có mấy mối tình rồi? Trước đó thì em có một người vợ rồi.
trước đó có một người vợ rồi. Dạ. Trời ơi, tôi tưởng nó chưa có mối tình nào. Vậy sao tôi hỏi chuyện sống thử mà nói là chưa nghĩ tới. Mình đã có một đời vợ rồi, là mình đã trải qua những chuyện đó rồi. Thì em nghĩ sao về vấn đề đó? Giữa tình yêu với tình dục, em nghĩ cái nào quan trọng hơn? Cả hai đều có. Em nghĩ cái nào sẽ đến trước? Theo em thì tình yêu tính trước. Ừ. Tình dục trước hôn nhân có được không? Tùy theo xã hội bây giờ, em thấy điều đó thì nó là thường. Nhưng mà em thấy thì tốt nhất là mình cũng không nên. Tốt nhất là cũng không nên. Dạ. Em nghe bạn trai có một đời vợ trước đó rồi, em có ngại không? Dạ em cũng ngại. Cũng ngại. Rồi bây giờ giải thích chút xíu cho bạn gái bớt ngại nè. Em quen mối tình đó được bao lâu? Em quen được 6 tháng à. 6 tháng rồi đám cưới. Dạ. Sống với nhau được bao lâu? Hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Có cháu nào chưa? Dạ có một bé. Một bé trai hay gái? Dạ bé trai chị. Hiện giờ là 9 tuổi. Bé đang sống với ai? Bé đang sống với em. Đang sống với em? Dạ. Ồ, thường thì bé thì sẽ sống với mẹ chứ sao bé lại sống với em? Lúc đó thì hỏi thì cô vợ cũ bảo là để cho bên gia đình em nuôi à. À, có nghĩa là cô không có dành quyền nuôi. Nguyên nhân tại sao chia tay? Em với vợ cũ á là lấy nhau sau một năm mấy thì có con. Trong thời gian lúc đó em cũng còn trẻ, em có tham gia chơi game, gọi là game online á. Có một lần thì thời điểm đó là kinh tế cũng không được gọi là thuận lợi. Thuận lợi á. Thì em vừa chơi mà em còn phải đi làm, rồi tối rồi em còn phải đi học thêm đồ này nọ nữa. Thì đâm ra có thể là do em lơ là với lại vợ cũ đó. Ừ. Thời gian lâu dài thì nó sẽ có một cái sự gọi là cái rạn nứt. Sau này á thì chơi trong game thì có một gọi là hợp nhóm. Thì em có dẫn vợ đi theo và hợp nhóm với nhóm đó. Có một lần em vô tình phát hiện là cái trong nhóm đó vợ cũ em á không biết tại sao là thân với một người kia. Trai. Con trai. Tại vì lúc đó em chỉ để ý em thấy về em hỏi thôi. Thì cô ấy trả lời cũng tránh tránh né né. Em không có khẳng định. Sau này á là đổ bở xong á là em có mời gia đình bên cô ấy lên. Thì nói chuyện hai bên giữa người lớn nói chuyện với nhau. Sau đó là giải hòa. Giải hòa được một thời gian cô ấy bảo là cô ấy không ở chung với em được nữa. Ừ. Đó em mới chở cô ấy ra bến xe rồi đưa cô ấy về quê. Nhưng mà giờ cuối cùng là cô ấy với cái anh kia có quan hệ gì không? Gần đây là cái khúc mà có người nhà nói á, thì lướt Facebook thấy thì em mới lướt vào và em thấy là cái điều mà em nghĩ lúc đó là chính xác. Là tới bây giờ cô ta thì dạ. Là đang ở với cái người đó. Dạ. Đó, thấy chưa, rút cái kinh nghiệm. Phải đi chơi không quan tâm đến vợ rồi, rồi còn dắt vợ đi chơi với bạn không được tốt cho lắm nữa. Bạn chơi game đâu phải bạn tốt đâu. Thấy không, người ta game luôn. Rồi em thì game over. Người ta thì star game. Thiệt tình. Thôi bây giờ bỏ game chưa? Dạ bỏ. Nó nói cuộc đời thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Đi còn ém vợ rồi, để ở nhà ta lo chăm sóc vợ. Không chăm sóc còn phải đặt dắt vợ theo đi chơi. Thiệt tình á, rút kinh nghiệm nha. Dạ. Lần này phải chăm sóc cho bạn gái kỹ vô nha không? Dạ. Từ lúc đó tới nay thì chia tay bao lâu rồi? 6 năm. Giấy tờ là ok hết, bình thường. Dạ. Hết rồi. Từ đó đến giờ thì mình còn liên hệ gì với người cũ đó không? Dạ không chị. Mẹ có thăm con không? Dạ không luôn. Là 7 năm nay bật vô âm tính luôn? Dạ. Nói chung là cũng tuổi trẻ bồng bột. Thôi em bỏ qua chuyện đó, chuyện cũ không ai mong muốn đâu. Chuyện nó cũng 7-8 năm nó cũng cũ rồi. Dạ. Em thấy sao? Vẫn lo. Dạ vẫn lo. Nếu mà ba mẹ em biết em quen với một người có gia đình rồi thì ba mẹ em có đồng ý không? Dạ chắc không. Chắc không hả? Ba mẹ khó lắm hả? Dạ không ạ. Bây giờ chuyện đó cũng bình thường mà. Đâu có sao đâu, vấn đề là bây giờ người đó tốt với mình chứ ai cũng có quá khứ hết. Nếu như bây giờ ảnh tốt với em, ảnh chăm sóc em, ảnh lo lắng cho em đủ thứ hết thì em có thể chấp nhận cái điều đó không? Có thể chấp nhận. Có thể chấp nhận. Rồi còn cái vấn đề mà con riêng của chồng thì em có suy nghĩ như thế nào? Thì em chưa suy nghĩ tới. Chưa suy nghĩ tới. Dạ. Nhưng mà em nghĩ em có thể thương yêu một cái đứa bé, một đứa nhỏ, con riêng của chồng không? Thì chắc cũng được. Con nít mà. Dạ. Mình thương nó thương mình thôi, dễ lắm. Dạ. Thật sự bây giờ chị thấy chuyện mà các bạn trẻ giờ, tại vì quen cũng sống vội, chưa tìm hiểu kỹ rồi cái chia tay gãy đổ là cũng bình thường. Nhưng mà những người như vậy sau cái gãy đổ thì có thể họ sẽ chín chắn hơn. Biết đâu họ sẽ trân quý mình hơn khi họ gặp mình là cái người sau. Nha, đừng quá căng thẳng cái chuyện đó. Cứ tạo cơ hội cho mình đi thả lỏng thoải mái đi. Gặp nhau cái đã, tiếp xúc cái đã rồi tính tiếp nha em nha. Dạ. Vậy bây giờ chị hỏi lại nè, là em chưa có quen một mối tình nào hết hả? Dạ chưa. Mình có yêu thầm nhớ trộm ai không từ xưa giờ? Dạ không. Có ai yêu thầm nhớ trộm mình không? Dạ không. Chưa ai tỏ tình với em hết? Dạ chưa. Vậy là chưa có nắm tay bao giờ? Dạ. Chưa có nụ hôn đầu đời? Dạ. Em có buồn không? Dạ cũng có. Bây giờ em thật sự muốn lấy chồng chưa? Bao lâu nữa thì đám cưới được?
khoảng gần 6 tháng. 6 tháng? Dạ. Gia đình có hối gì không? Có đặt ra tiêu chí chọn con rể như thế nào không? Dạ, gia đình cũng hối nhưng mà không có đặt tiêu chí sao. Bản thân em thì có cái tiêu chuẩn gì đưa ra không? Biết lo cho gia đình với cái việc làm ổn định. Công việc em là giờ ổn định chưa? Dạ, gọi là ổn. Rồi bây giờ thí dụ em lấy vợ nữa thì em với vợ sống ở đâu? Em có một căn nhà nhỏ kế bên cha mẹ ở đó. Kế bên cha mẹ thì nhà khác gần. Dạ. Đó thôi, có thể phụ giúp nhưng mà là nhà khác. Mình có. Dạ. Cái nhà riêng rồi. Dạ. Công việc ổn định, cũng có được nhà riêng rồi. Sống gần ông bà thì có gì con cái ông bà cũng hỗ trợ giúp đỡ. Chị thấy cũng thuận tiện đó. À, em muốn tìm một người bạn trai ngoại hình như thế nào? 1m65 đến 70. Rồi. Hỏi về ngoại hình thì dễ nhìn, công việc ổn định. Rồi đây, em tìm thử coi. Anh ấy là ai trong số 4 chàng trai đó? Còn em mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Không biết lo lắng cho gia đình, vậy là được rồi. Vậy là được rồi. Dạ. Về ngoại hình? Em không để ý vụ đó. Không để ý sao được? Mình cũng con đàn ông mà cũng yêu bằng mắt. Mình cũng biết lựa chọn cái đẹp hay là mình có cái gu của mình như thế nào chứ. Cao, thấp, mập, ốm, tóc dài, tóc ngắn, hiện đại hay cổ điển? Thân hình bình thường là được. Bình thường? Dạ. Rồi tự coi đi, có ai bình thường chẳng không? Đâu? Ồ, sao em đoán là anh đó? Thấy giống. Giống ai? Hai người. À, giống. Giữa. Dạ. Hai tấm hình giống nhau ha. Dạ. Rồi giữ nguyên đó nha, giữ y đó để chị mở cửa trái tim ra rồi em kiểm tra xem có đúng cái người mình chọn không nha, được không em? Khó quá chị ơi. Khó quá hả? Em có một cái gợi ý gì nhỏ nhỏ cho anh để anh tìm em dễ hơn không? Xả tóc. Xả tóc. Ờ, cô nào cũng xả hết trơn á. Cô nào? Ngày cuối cùng. Rồi giữ y đó, giữ tay vô y ra tấm hình nha. Bây giờ xin mời quý vị hãy hướng mắt về cửa trái tim của tôi. Cánh cửa hẹn ăn trưa sẽ mở ra và xem cảm nhận đầu tiên của hai bạn đúng hay sai nha. Mở cửa. Đúng không em? Dạ đúng. Đúng. Hay quá, hai bạn này rất là hay. Ai cũng chỉ một cái trúng bóc luôn. Hôm nay có món quà gửi tôi. Dạ em cảm ơn. Hai bạn rụt rè quá, nói chuyện nhỏ xíu xì xiu hà. Tôi ngồi đây mà tôi lắng lỗ tai luôn mới nghe được luôn á. Bây giờ nè, hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Tự tin lên, nhất là em. Mình đã có trải qua một lần rồi, mình có. Dạ. Kinh nghiệm rồi. Mình phải làm sao để kéo bạn gái vào cái câu chuyện. Bây giờ chị Tường mời hai bạn ăn trưa nha. Rồi hai bạn vừa ăn phải vừa tâm sự với nhau thật là nhiều, hỏi thăm cuộc sống, quan điểm tình yêu, hôn nhân, quan điểm về con cái, gia đình. Làm được không? Em phải chủ động nha. Chứ cổ chưa có một mối tình nào luôn á. Chơi game thì nhanh lẹ lắm mà. Đúng không? Dạ. Yeah. Rồi. Rồi các Tường xin mời các bạn thưởng thức. Ôi, một món ăn được trình bày rất là bắt mắt, rất là đẹp nha. Đây là món ăn gồm có là salad cá ba sa nè, rồi bánh mì thịt nè, và vịt xông khói. Cả ba món trong cùng một đĩa thức ăn. Món ăn được trình bày rất là đẹp của nhà hàng Di Madrid. Rồi vừa ăn vừa thưởng thức. Dạ. Nhớ nói chuyện tâm sự nha. Dạ. Hứa không? Dạ hứa tôi chị. Tôi đi ra mà tôi lo quá à. Rồi mà tôi sẽ quay trở lại liền nha. Dạ. Rồi xin mời, ăn nhanh tự nhiên nha cưng nha. Dạ. Hôm nay em nói là em Kim, tên Kim Tiền đúng không? Dạ. Em ở quận Tân Phú, ở khúc nào? Khúc ngã tư Trường Chinh Tân Kỳ. Ủa em chớ giờ chưa yêu ai luôn mà. Dạ chưa. Thì cái hoàn cảnh của anh như vậy á, thì em nghĩ như thế nào? Cũng chưa nghĩ tới. Chưa nghĩ tới? Dạ. Đến chương trình anh cũng muốn tìm một người sống với mình thời gian sau này cả đời luôn. Thì anh không biết là hiện giờ em đang nghĩ gì, nhưng anh cũng muốn là em nghĩ tới và cho anh một cơ hội tìm hiểu em thêm. Dạ. Mời em dùng đó. Dạ, em mời anh. Anh sống ở đâu anh? Anh sống ở bên đường Phạm Hùng á. Anh sống với ba mẹ hay sao? Anh đang sống với ba mẹ. Sở trường của em là thiêu, em thiêu đẹp không? Thường thường em thiêu những loại nào? Em thiêu những loại tranh chữ thập với tranh đá anh. Tranh chữ thập là chéo qua chéo lại rồi ra cái hình. Nãy anh nói là anh làm nghề pha chế. Anh cung cấp nguyên liệu. Anh cung cấp nguyên liệu cho mấy quán cà phê hay sao anh? Cà phê cũng có, trà sữa cũng có. Chủ yếu là bên trà sữa là nhiều. Con của anh năm nay mấy tuổi rồi? Con của anh năm nay 9 tuổi rồi, nhập học này vô lớp 4. Con của anh là con trai à? Con trai. Trời ơi, phải cứu bồ cặp này mới được á. Cứu thôi chứ thiệt. Phải cứu đi chị. Không có nói đăng gì hết trơn á. Trước tiên là thưởng thức đồ ăn thấy ngon không? Dạ ngon. Em đã ăn đây lần nào chưa? Dạ chưa. Em mốt chắc bạn gái tới ăn nha. Dạ.
Rồi giờ hỏi thử coi giờ, ví dụ như mình hẹn hò thì em muốn là mình sẽ đi đâu, một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Ví dụ như anh với em hẹn hò thì em thích đi những điểm nào nhất? Với công viên chơi, siêu thị. Rồi gì nữa, thích cà phê, ăn uống, coi phim gì không? Chị mê đi xem phim lắm mà không có người đi chung. Lẽ đi coi phim một mình thì nó cũng buồn. Hai người đi coi phim vui lắm em. Dạ. Coi mình bàn luận với nhau, vui lắm. Được không? Dạ được chị. Em có thích người đàn ông lãng mạn không? Dạ lãng mạn một chút xíu thôi. Một chút xíu thôi. Dạ. Mà thí dụ như anh nói ngọt ngào, anh khen em rồi mỗi ngày à, anh yêu em, anh nhớ em rồi, hôm nay em đẹp quá, kiểu như vậy thì em có thích không? Cái đó thì ai cũng thích. Ai cũng thích. Dạ. Em nghĩ mình có phải là người đàn ông ga lăng không? Em là người đàn ông hơi bị khô khan. Hơi bị khô khan à, không được rồi, để cho thằng bạn nó ga lăng giùm là chết rồi. Rút kinh nghiệm. Dạ thì em cũng đang cố gắng. Cố, nãy giờ tôi chưa có thấy cố gì hết trơn á. Mình có tật xấu gì không? Dạ cũng có chị. Tật xấu gì? Em thì hút thuốc. Hút thuốc nhiều ít? Dạ một gói à. Một ngày hút thuốc một gói? Ở nhà có con nhỏ mà hút thuốc dữ vậy, rồi con sao? Em ra đường em hút không, em ở nhà em không hút. Trời ơi, thôi bớt bớt lại. Dạ. Trời ơi, em không biết chứ mấy người ta hút thuốc nhiều, ta không biết chứ thiệt ra cái mùi thuốc nó ám vào trong người của mình luôn á. Dạ đúng. Mình về mình có tắm rửa hả, có đánh răng như chăng nữa mà thuốc lá vẫn nồng nặc trong người mình mà mình không có biết, ta sẽ cảm thấy mất cảm hứng liền à. Tốt gì sức khỏe cho mình, cho bạn gái mình, cho cộng đồng, cho mọi người luôn. Rồi bây giờ tôi hỏi hai người này, hỏi em nè. Nếu bây giờ ok được mà tìm hiểu nhau thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? 6 tháng. Dạ. Có đòi hỏi yêu cầu gì ở phía nhà trai không? Dạ. Dạ không? Dạ. Mai mốt em quan niệm lấy nhau thì mình sẽ sinh mấy đứa con? Cũng hai. Cũng hai? Dạ. Rồi, hôm nay đi quay có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có thím với mẹ. Có thím với mẹ nữa? Dạ. Trời ơi, mẹ ơi, thím ơi, sao mà con gái nhát quá vậy? Không biết mẹ với thím ơi, không biết bữa nay con gả nổi đi không nữa. Nó còn gặp thêm cái ông này nữa, hiền quá. Bây giờ vậy, bây giờ giúp cho hai bạn có thể cởi mở lên chút xíu nha. Bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn bóc một vài lá thăm ha. Giờ ai bóc trước? Nhường bên đây bóc trước. Rồi đọc lớn lên, yêu cầu bạn nam thực hiện cái điều trong đó. Bị hôn lên má hoặc tai. Bị hôn lên má hoặc tai thì bây giờ em muốn em là bị hay là em muốn là em được? Cơ hội thể hiện, biết bóc ghê, bóc trúng cầu ghê luôn. Rồi bây giờ là cổ là chưa có nắm tay ai, chưa có một nụ hôn đầu đời luôn. Giờ em nắm tay cổ, em hôn lên má cổ một cái nhẹ nhàng, làm sao để cô cảm nhận đây là cái nụ hôn đầu đời của cổ đó nha. Sao em cảm nhận sao? Rung. Em rung quá à. Cái người hôn cũng rung nữa, người ta đầu đời chứ cưng đâu phải đầu đời cưng. Dạ. Cưng ta tan nát cuộc đời rồi, nụ hôn thấy sao? Trời, con đỏ mặt kìa. Lâu quá không hôn. Lâu rồi không hôn. Bao lâu rồi không hôn? 6 năm rồi. 6 năm không hôn. Là sau khi chia tay vợ là không quen ai hết tới giờ luôn. Ồ. Rồi bây giờ mời em trai bóc một lá bài. Nhìn thẳng vào mắt đối phương 30 giây cảm nhận. Rồi hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Cảm nhận như thế nào chị? Cảm nhận sao? Lúc nãy khi mở cửa trái tim ra, khi lần đầu tiên gặp cô gái này thì em có suy nghĩ như thế nào? Em đã từng trải qua thì lúc mà mới kéo cánh cổng ra, em nhìn cô ấy thì hơn cái sự mà mong đợi của em hiện tại. Về tính tình thì cô ấy thì quá hiền rồi. Em không có nói tới nữa. Công việc cô ấy cũng có công việc gần như là gọi là ổn định chứ không phải là như những người bình thường khác. Em có thấy rung động gì không? Nó có tí gọi là tí ấn tượng. Có ấn tượng tốt của cô gái hiền lành đúng không? Thế còn em? Cũng chững chạc, không biết lo. Thế kinh nghiệm của chị là hai bạn cũng khá là hợp nhau. Hai bạn đều là những người chân thành nhưng mà rụt rè nhút nhát quá. Chắc là mình phải có nhiều thời gian để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thời gian ở đây thì không đủ để các bạn hiểu được nhau. Nhưng mà ít nhất bây giờ là các bạn hãy cảm nhận cái trái tim của mình, xem mình có một chút rung động nào hay không. Mình xem thử là đối phương có phải là một cái nửa mà mình đang tìm kiếm. Trong tương lai cái người đó có thể là ở chung một nhà với mình được hay không, chia sẻ với mình trong cái cuộc sống này được hay không, thì mình đưa ra cái quyết định của mình. Chứ thật sự là hiện tại thì chưa có nói lên được điều gì hết. Dạ. Tâm sự ít quá nha. Nhưng mà thời lượng của chương trình chỉ cho các bạn cơ hội đến đó thôi. Bây giờ mình có muốn cho mình cái cơ hội để tìm hiểu sâu hơn, để mà có thể tiến tới hôn nhân hay không, đó là quyết định của hai bạn. Phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mà hai bạn đưa ra quyết định của mình. Chị cho hai bạn thêm một cơ hội nữa để mình nghe ý kiến của người thân như thế nào, vì hôm nay bạn gái có đi với mẹ. Dạ. Dạ, mời hai cô vào trong này chút xíu ạ. Dạ, chào cô. Dạ. Dạ, cô khỏe không? Khỏe. Hồi nãy giờ ngồi ở bên ngoài quan sát cặp đôi này thì cô cảm nhận như thế nào?
thấy anh trai này cũng hiền, cũng dễ thương. Dạ. Nhưng mà tới đây là cũng là một cái duyên. Dạ. Bây giờ do nó là con gái nó chọn thôi. Nhưng mà hỏi thiệt cô nè, về hoàn cảnh bạn trai đã từng gãy đổ, đã có một con riêng như vậy, thì cách nhìn của một người làm cha làm mẹ thì cô có ngại ngùng cái điều gì không? Thấy em này cũng dễ thương nhưng mà có một đứa con. Dạ. Nếu mà không có con thì cũng được. Cũng hơi lấn cấn một chút xíu ha. Nhưng mà thật sự mình quan trọng, mình làm cha mẹ thì mình muốn con mình được hạnh phúc thôi. Dạ. Nếu như mà cậu ấy thật sự yêu thương con mình, chăm sóc con mình đàng hoàng thì em nghĩ là cũng được, mình cũng nên tạo điều kiện. Dạ, giờ tới đây sao hết. Cho nơi nhỏ gái. Ưu tiên là con gái. Dạ. Em trai có muốn nói gì với cô vài câu không? Tự tin lên. Dạ con thì cô cũng biết cái con đã bị gãy đổ một lần, con hy vọng đợt này là cô để cho em với con có một cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Thì giờ tới đây cũng là hai duyên, vậy cho nên gái của cô đó. Rồi. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Dạ rồi hai bạn ngồi xuống đi, có thêm một cái suy nghĩ cho mình, tác động cho mình suy nghĩ chín chắn hơn ha. Bây giờ đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Những điều cần nói, những cái gì cần làm, chị Tường cũng đã cố gắng hết sức rồi để kết nối cho hai bạn. Bây giờ quyền quyết định là ở hai bạn nha. Nhắm mắt lại và sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Đồng ý thì mình bấm thật mạnh vào nút bấm, còn không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ, cái tật của anh là không có lo cho gia đình mình với lại hút thuốc. Em không thích hút thuốc. Đúng rồi, nghe hút một ngày một gói thì người ta cũng sợ. Không, cái chuyện mà anh không lo cho gia đình là ngày xưa thôi. Bởi vậy là mới bị gãy đổ đó. Bây giờ sau 7-8 năm thì đã rút kinh nghiệm chín chắn hơn nhiều rồi. Chị nghĩ là có thể là em với mẹ cũng còn ngại ngùng một chút xíu về cái việc là anh có con riêng. Nhưng mà chị nghĩ bây giờ thì cái đó cũng không có gì quá là khó khăn đâu. Nhưng mà thôi, nhiều khi cảm xúc của em chưa đủ. Dạ. Nếu như mà em gặp ảnh mà em bị cú sét ái tình thì dù ảnh có mấy con đi chăng nữa thì em cũng sẽ ok thôi. Dạ. Đó là cái quyền của em, chị vẫn tôn trọng nha. Dạ. Rồi mà hai bạn đứng lên. Khi bạn gái không có bấm nút chọn mình thì em có buồn không? Dạ cũng buồn chứ chị. Cũng buồn chứ ha. Dạ. Mình đến chương trình thì mình cũng có hy vọng đúng không? Dạ. Nhưng mà mọi sự như chị nói là đều là cái duyên. Thôi thì dục tốc bất đạt, có thể hôm nay duyên chưa tới. Nhưng mà biết đâu cái duyên nó sẽ đến bất ngờ vào một cái dịp nào đó trong cuộc sống. Nhưng mà chị thật sự là mong em nè. Thứ nhất nè, những cái điều bạn gái nói là hoàn toàn đúng. Em bớt hút thuốc lại. Dạ. Chăm sóc sức khỏe, dành thời gian lo cho con, lo cho cuộc sống ổn định. Cái kinh tế mình đủ thì sau này nếu mà tình yêu đến, mình sẽ có thể lo lắng bảo chu toàn được cho cái tình yêu đó. Cố gắng nha. Dạ. Và hy vọng tình yêu sẽ sớm đến với em. Dạ, dạ. Chúc mừng ông bố độc thân nha. Dạ. Cố gắng lên, tương lai còn rất là tươi sáng phía trước. Em gái cũng vậy, chị cũng hy vọng là em cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ. Tình duyên sẽ đến rất bất ngờ với hai bạn. Dạ. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói là chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV. Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Cát Tường xin chào mọi người, chúng ta đã đến với nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé. Và các cặp đôi thì đã ngồi vào vị trí của mình rồi, nhưng mà còn thiếu bạn nữ. Bây giờ thì Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của ngày hôm nay vào nha. Bước tới vài bước nữa thôi. Rồi vào ghế ạ. À. Rồi mời hai anh chị hãy tháo mặt nạ mình ra nha. Bây giờ Cát Tường mời hai bạn bắt đầu chia sẻ với nhau. Trước tiên là giới thiệu về bản thân của mình trước. Mời anh ạ. À. Em tên là Hoàng Linh, hôm nay 46 tuổi. Quê em thì ở gốc là ngoài Thái Bình. Thế là anh đang làm công việc gì? Đang làm công việc kinh doanh tự do. Xe cộ rồi nói chung cái gì cũng chạy hợp đồng hoặc là chạy cái gì mà chở khách còn này nọ. Nhà mình được mấy xe? 5 xe. 5 xe? Là một xe riêng của em là chạy ở trên chợ đầu mối là 7 chỗ. 7 chỗ là anh chạy luôn? À, vừa cho thuê xe rồi vừa chạy luôn. Yeah. Thế còn chị, xin mời chị giới thiệu.
Em tên là Tăng Nguyễn Huyền Trinh, 46 tuổi. Dạ. Em đang làm nhân viên văn phòng ở sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình lên Sài Gòn lâu chưa? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm. Vậy là cả hai đều đã lập nghiệp ở trong này mấy chục năm rồi ha. Chị nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì chị? Điểm mạnh của mình á là mình thích nấu ăn nè. Dạ. Yêu cái cuộc sống gia đình, rất quan tâm đến người khác. Cái khuyết điểm thì cũng hơi nhút nhát. Rồi cái thứ hai nữa là mình khi mà đi ra một cái đám đông mà thì mình cái mặt thì rất là nghiêm nên khó có tạo một cái thiện cảm với những cái người xung quanh. Đã mình biết khuyết điểm mình vậy thì mình cố gắng mình hạn chế lại cái đó ha. Cái điểm mạnh điểm yếu của anh? Những cái điểm mạnh là như là ví dụ như là siêng năng, công việc thì quyết tâm, sửa chữa ba cái đồ trong nhà rồi là làm được hết. Làm được điện nước cái này nọ. Thế còn điểm yếu của mình? Điểm yếu là hơi nóng tính chút xíu, nhút nhát. Nhút nhát, em thấy hơi nhút nhát đó. Cái tình duyên của anh là như thế nào ạ? Hồi xưa là nghe gia đình nói là tị xỉu dậu gì hạp nhau đó. Tam hạp. Dạ đó, thì rồi hoặc là bắt đầu nghe nói là tuổi tị, thì bắt đầu mới quen. Nhưng mà hóa ra là không phải tuổi tị mà tuổi khác. Thì được 2 năm sau thì cô ấy mang con về nhà. Thì sau đợi 1 năm đó, là 3 tuổi thì mới ra tòa. Thì đó, lúc đó là mình giành quyền nuôi con. Thì sau đó là tòa án thành phố là cho nuôi. Thế mình chia tay được bao lâu rồi chị? Chia tay được cũng gần 5 năm rồi. 5 năm rồi. Mình có gặp nhau không? Có hay gặp nhau không? Từ đó giờ cô ấy không có lên luôn. Không lên luôn? Dạ, 5 năm thăm, không thăm con không luôn? Không thăm con. Có phải do anh hơi phong thủy hay là hơi mê tín dị đoan hay là co tuổi tác là cuối cùng mới là không hợp không? Không có. Cái chuyện cũng bình thường thôi, cũng không có gì. Nhưng mà không biết sao vì những cái chuyện rất đơn giản mà cũng chia tay. Bây giờ thì có tìm tuổi nữa không? Có họ tìm người hợp tuổi nữa không? Không. Bằng tuổi là có hợp với nhau không? Thì nếu bằng tuổi mà hợp thì được chứ không có sao. Thế anh nghĩ nguyên nhân tại sao mình chia tay? Nguyên nhân đó đến giờ cũng không biết một cái lý do gì đó mà chia tay. Sao không biết được? Mình đổ vỡ mình phải biết cái lý do, mình phải tìm hiểu để như mà sau này mình còn rút kinh nghiệm cho cái cuộc hôn nhân sau chứ. Cái lý do thì thấy rất đơn giản, ví dụ những chị có nói qua nói về thôi. Đó. Chứ cũng không có gì là nặng. Cái do anh nóng tính quá. Không, cũng nói một vài câu rồi, ví dụ nóng xong rồi thôi. Bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái. Coi như hiện giờ bé là đang sống với anh. Dạ đúng rồi. Cái cuộc sống mà gọi là nuôi con một mình thì đối với anh gặp những cái khó khăn gì? Thì cũng có khó khăn nhưng bây giờ hiện tại vẫn nhờ bà nội. Thế còn chị thì cái tình duyên của chị là như thế nào? Mình có gia đình năm 2001, 2003 mình ly thân, 2006 thì ly hôn. Con mình là con trai hay con gái? Con trai, 17 tuổi, sống với mình. 17 tuổi rồi? Wow, nguyên nhân tại sao mình gãy đổ? Cái nguyên nhân lớn nhất và chủ yếu đó là ngoại tình. Anh ấy ngoại tình? Đúng rồi. Anh không có cái trách nhiệm với gia đình và chỉ trong cái vấn đề tài chính. Dạ. Yeah. Rất là ỷ lại vào bố mẹ. Rồi nó dẫn đến nhiều cái chuyện khác nữa. Rồi nó lại liên quan tới tệ nạn xã hội nữa. Lúc đó anh có dành nuôi con gì không? Không. Thế bây giờ anh đã có cái tình duyên mới chưa? Có vợ và có 2 con đúng không? Như vậy là chia tay cũng cần 10 năm? 13 năm. Thế sao 13 năm qua chị vẫn chưa có bước thêm bước nữa? Tại vì mình thương con. Sao chị không tâm sự với con trai? Không, con trai thì rất ủng hộ. Bởi vì bây giờ nó lớn rồi, nó có một cái suy nghĩ riêng rồi. Dạ. Yeah. Con nó lớn rồi thì... Nó cũng khuyến khích mẹ tham gia chương trình. Con trai lớn trưởng thành rồi chắc chắn là sẽ thương mẹ ha, sẽ lo cho mẹ. Quan trọng là mẹ tìm được người như thế nào. Khi mà nghe hoàn cảnh của chị cũng gãy đổ giống như mình thì anh có cảm xúc như thế nào? Con của bên mình thì nó còn nhỏ, 8 tuổi. 8 tuổi nhưng mà con bé gái thì nó cũng rất là nhiều cảm xúc. Có khi nào con tâm cha con nói chuyện với nhau về cái chuyện ba sẽ bước thêm bước nữa chưa? Thì cũng có nhiều khi bà nội hỏi thì thấy nó cũng đồng ý thôi. Đồng ý. Thì cũng là một cái dấu hiệu mừng. Thật sự khi chúng ta đã bị gãy đổ và có con riêng nữa đó thì mình nên chuẩn bị tâm lý cho con của mình trước để khi mà vào một cái hôn nhân mới thì đứa bé nó không bị hụt hẫng. Tại bao giờ nó cũng sẽ có một cái cảm giác là mình bị chia sẻ cái tình cảm. Vậy thì hãy cho bé biết rằng là khi mà mình có thêm một người bạn đời thì bé sẽ được thêm một người yêu thương nữa chứ không phải là bị mất mát một cái điều gì ha. Chúng ta không ai muốn hôn nhân của chúng ta gãy đổ hết. Thế anh mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào?
thông cảm, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình thôi. Ngoại hình như thế nào? Vết năm năm đổ lên, nhìn cũng dễ thương chút. Chị có hình gì không? Chị cho em xem. Đây, chị kiếm ảnh đi. Còn nhà, còn chị thì nhìn tìm chị đi nha. Chị mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào hả chị? Sống có trách nhiệm với gia đình, không có gia trưởng, bớt nóng tính lại. Dạ, nãy giờ nghe chia sẻ thì thấy anh này cũng rất là ok. Có điều là có hơi nóng tính thì mình phải là khắc phục cái điều đó ha. Sao anh tìm ra chưa anh? Tại sao anh chọn cô đó? Cô đó ở trên là cô nào? Ủa phải không? Anh nhìn kỹ lại coi. Trời ơi, chắc chọn lầm hai cái cô ở lần sau kìa. Cô có dẫn bạn cô đi kìa. Đâu? Cô nào? Cô đeo mắt kiến. Rồi dưới này là cô nào? Rồi anh gầm nó đi, chắc lát anh bị phạt rồi đó. Rồi chị đoán ra không chị? Dễ quá mà ha. Rồi tại ba anh kia già quá phải không? Có anh đó trẻ nhất phải không chị? Xin mời quý vị hãy xem phần nhìn hình đoán mặt. Hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim này sẽ được mở ra. Và xem coi sự lựa chọn của mình đúng hay sai nha. Dạ, sao ạ? Anh thấy anh trúng hay trật? Trật. Chị ấy đã rất đoán rất là chính xác. Phải phạt chứ. Bây giờ anh hãy đứng lên để cho cô ấy có thể nhìn được cái body của anh. Giúp cho anh vé đi chị. Hát và anh sẽ nhảy để cho chị nhìn cái body của anh. Biểu tay cho chị đi anh. Nắng len qua hàng cây, bước chân vui đùa là lời đàn bướm. Bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Nhảy vậy đó hả? Vậy đó, nhảy rồi đó hả? Dạ, dạ. Trời ơi, bởi tao nói không có vợ chăm sóc, bèo nhèo dễ sợ luôn vậy hả? Rồi bận quần áo không có ủi luôn hả? Đâu có vợ ủi, đâu biết ủi đồ không? Là tự giặt là lấy ra mặc vậy thôi hả? Máy xong là lấy ra. Trời ơi, thương ghê không? Thiệt rất là thiệt thà, đó là chất phát. Ở đây, 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 anh. Rồi gá lăng lên chút, qua trái tim. Có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Có một cái món quà tặng cho em. Dạ, cảm ơn em. Bây giờ thì tôi muốn dành cho hai anh chị một cái không gian riêng để mình có thể trò chuyện với nhau một chút xíu ha. Kính thưa quý vị, đến với nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn rất là ngon theo phong cách Ấn Độ nè. Ở đây có những đầu bếp từ Ấn Độ sang nha, với những món ăn truyền thống Ấn Độ rất đặc biệt. Ngoài ra về những món Á thì ở đây phục vụ những khách lẻ nè, những khách đoàn đến từ Mã Lai, Singapore, Philippines. Và ngày hôm nay thì để tiếp đón anh chị, chương trình đã tổ chức cho các anh chị ha thưởng thức một món ăn của nhà hàng, đó là hủ tiếu xào Mã Lai quý vị nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa thì Cát Tường sẽ quay lại. Chúc hai anh chị ngon miệng. Cảm ơn Cát Tường. Rồi em dùng. Dạ, mời anh. Hiện tại anh đang ở đâu? Anh đang ở Bình Chánh. Rồi, bây giờ anh làm việc ở đâu? Ở nhà luôn. Anh làm việc ở nhà. Dạ. Có chung với lại với ông anh rồi đó. Là làm bên xe. Trước đây thì anh cũng có bán cà phê, hồi trước là anh ở ngay chỗ Bình Triệu á. Dạ. Cái giải tỏa rồi anh mới lên trên quận 7. Dạ. Nói chung là thích làm tự do, cũng không thích gò bó ai. Như vậy thì thời gian của anh rất là chủ động đúng không? Ví dụ anh chủ động, nhưng ví dụ như làm nghề xe này đó thì cũng chủ động. Như công việc của anh á thì nó chủ động về thời gian. Dạ. Nhưng mà ví dụ như nhiều khi, ví dụ chẳng hạn như mình quen nhau, ví dụ muốn đi đâu thì em báo trước. Dạ. Đó thì là ví dụ để mình biết, ví dụ mình lỡ mình biết thì mình có thể mình điều chỉnh. Thì công việc của em là em làm về hành chánh. Đó là nhà của mình luôn. Dạ không, ở đó là nhà của em thuê. Là hai mẹ con. Dạ. Công việc em thì cũng chỉ thành buổi tối mà nhiều đúng không? Dạ, chủ yếu là làm buổi tối với cuối tuần. À đấy, cái công việc thì nó cũng bận, nhiều khi 5-6 giờ mình mới về. Dạ, có nhiều khi về muộn hơn. Công việc mà. Dạ. Anh thì chủ động hơn chút, nhưng mà nói chung là nó cũng có lúc là mình sớm, nhiều khi kẹt xe. Dạ, rồi em hiểu cái công việc này. Và nãy giờ mà anh chia sẻ đó thì em thấy cái tính cách vậy thì em có thấy có được không? Em thấy thì rất là ok. Em cũng vậy, vì em nói là hồi trước em nói là em cũng hơi nóng tính. Bây giờ mình là đã từng trải rồi, mình đã qua có cô hôn nhân, có con cái rồi. Thế thì anh chị nghĩ rằng để mà tiến tới tìm hiểu, mà tiến tới hôn nhân đó, thì anh chị có đặt nặng về vấn đề sinh lý không? Cuộc sống vợ chồng thì cái chuyện đó là bình thường. Cái đó thì cũng là một trong thành phần là mình cũng tìm hiểu sơ thôi. Sơ là sao anh? Tìm hiểu kỹ. Sinh lý là một là có hay là không? Tìm hiểu sơ là tìm hiểu như thế nào? Có. Anh còn sức khỏe ok không? Dạ, được. Ok.
Chị mong muốn, chị khao khát nhất điều gì trong một cái mối quan hệ vợ chồng? À, đó là cái tình yêu thương. Tình yêu thương. Nếu cặp đôi này mà đến với nhau, anh chị có định sinh thêm con không? Anh trả lời trước. Xong suy nghĩ của anh. Muốn. Chị? Không. 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 Thường thì phụ nữ sẽ không. Anh biết lý do tại sao ta nói không không? Sợ là mình lớn tuổi quá. Dạ. Nếu không thì anh có vấn đề gì không? Không, không sao. Thôi hãy tập trung. Cũng đã có con rồi, rồi thế nên là hai người kết hợp được thì một trai một gái là đã ok rồi. Rồi đúng thì rồi. Ví dụ đứa con chung là để gắn liền hai người thôi. Tại thực sự có gắn liền không gắn liền gì, ăn thua hai chị yêu thương nhau hay không mà có con rồi vẫn ly dị thôi. Đúng, đúng rồi. Không? Cho đúng nên rồi. Bây giờ mình đến với nhau ở cái tuổi 46 rồi, sanh nở chi nữa. Phải chi mà một trong hai mà chưa có con á thì mình phải cố ha. Em thì em nghĩ như vậy. À. Đúng rồi, mình có suy nghĩ giống như các Tường. Dạ, em nghĩ như vậy. Đôi lúc em cũng muốn thêm con nữa. Nhưng mà chỉ trừ trường hợp là rủi như em lấy một cái bạn trai mà người đó chưa có con thì mình phải cố gắng. Chứ nếu không thì thiệt thòi cho người ta. Mình có mà mình không cho người ta có. Còn nếu mà em đã lấy được một người mà người đó đã có con riêng rồi thì em nghĩ là không cần sinh thêm nữa đâu. À, bây giờ để giúp vui cho hai anh chị ha, Tường cho anh chị vài cái câu hỏi trắc nghiệm để mình hỏi nhau, để cho mình cảm thấy hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, mời chị đọc lớn lên ạ. Hãy nói 3 điểm mà bạn ấn tượng về đối phương. Anh hãy nói 3 điểm nào mà anh ấn tượng về chị từ nãy giờ. À, 3 điểm mà ấn tượng về đối phương là, thứ nhất là nhìn là ngoại hình là thấy ok. Ngoại hình. Dạ. Quan điểm mà về tình yêu là cũng giống. Cái thứ ba. Cái thứ ba là thấy cũng vui vẻ. Vui vẻ. Quan trọng chính là cái chắn, vui vẻ. Cái quan điểm là cũng quan trọng ha. Dạ. Còn cái nhìn cái ngoại hình mà anh thấy ok là cũng rất là tốt rồi. Đó là những dấu hiệu rất là khả quan. Phần còn lại là ở anh có chinh phục được cô ấy hay không nha. Theo bạn làm thế nào để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Thì hôn thôi. Thì hôn thôi. Thì hôn thôi chứ mà hôn là hôn bình thường, nó nhạt nhẽo lắm. Làm sao để có được nụ hôn tình yêu mãnh liệt? Cái đó để mà nó mãnh liệt á thì hai con tim phải cùng rung động. Dạ. Yeah. Và thật sự để mà hai con tim cùng rung động nó nói nghe thì rất dễ, nhưng mà thật sự cũng rất khó. À, em sẽ gửi gắm một cái lời gửi gắm của hai người bạn của chị ngồi ngoài kia. Bằng mọi giá hãy bấm nút. À, em chỉ nói nguyên văn thôi. Nhưng mà đối với các Tường thì các Tường nghĩ rằng là thật sự rung động chúng ta mới bấm nút. Em thấy chị là một người rất là nhạy cảm. Có thể là trong cuộc sống chị cũng đã trải qua nhiều cái chuyện nó không vui, cho nên là chị rất là dễ xúc động. Và thật sự nếu như anh cảm nhận được điều đó, em nói thiệt ha, em nói anh đừng buồn ha. Nếu mà nói về tất cả mọi thứ, về cái nhìn bên ngoài, em thấy là em đang lo lắng là chị không chọn anh á, vì anh có vẻ không được trau chuốt, chị rất là trau chuốt về bên ngoài. Em sợ là không có hợp với cái gu của chị. Nhưng cái mà em cảm nhận được ở anh là một cái sự bản lĩnh, một cái sự chân thành. Em hy vọng anh phát huy được cái điều đó để có thể cho chị cảm thấy anh là một cái bờ vai, một cái con người mà chị có thể tin tưởng và dựa dẫm vào được. Đó là những cái gì mà các Tường cảm nhận được. Thế thì bây giờ anh, em cho anh một cơ hội. Anh có muốn nói điều gì với cổ trước khi chúng ta đưa ra quyết định? Người bạn gái này là chín chắn, rất là về có hình thức rất là tốt. Mình đây thì con trai, công việc đôi lúc cũng không có để ý đến cái hình thức lắm. Trừ khi nào đi ăn tiệc, ăn cưới thì áo quần về thẳng thớm thôi. Còn ví dụ bình thường thì cứ nghĩ là bình thường. Đó thì nói chung là vì độc thân mà. Thì tôi ví dụ qua cái chương trình này thì nếu mà ví dụ mình cảm thấy hợp thì mình cho nhau một cái cơ hội để... Bản thân trong lòng anh hiện tại? Trong lòng hiện tại là mình muốn là quen với lại bạn. Muốn có quyết liệt không? Quyết liệt. Anh có tự tin sẽ lo được cho mẹ con cổ không? Tự tin. Hồi nãy cổ hát cho anh nhảy, bây giờ anh có thể hát tặng cổ một bài không? Dạ được. Rồi, mời anh. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một không gian nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Rất là dễ thương, tôi không biết là chị cảm nhận như thế nào. Mình đó thì cái môi trường làm việc, cái yêu cầu công việc thì nó tạo nên cái tính cách, cái bề ngoài mình phải chăm sóc và trau chuốt. Vì mình cũng muốn là cái người bạn của mình cũng vậy. Có thể là trước đây thì nó
nó như thế nào thì mình cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà bắt đầu có một người bạn thì cũng phải chú ý hơn để cho nó có một chút tương xứng. Mặc dù cái bề ngoài nó không quan trọng lắm nhưng mà nó cũng... Điều này chị có thể hỗ trợ được cho ảnh nếu như chị cảm nhận được con người của ảnh. Tại vì em nghĩ nếu mà thật sự chúng ta rung động với nhau, cảm thấy là đối phương có thể hòa hợp, bởi vì cái bản chất mới là quan trọng. Bản chất khó thay đổi lắm chị. Còn hình thức bên ngoài chúng ta có thể thay đổi. Về tóc tai hay về quần áo hay về mọi thứ, mình là phụ nữ mình có thể, em xin lỗi em có thể dùng từ là mình sẽ chỉ đạo được cái người đàn ông của mình. Mình có thể sắp xếp được cho anh ấy theo ý của mình. Và với những người mà khá là hiền lành, khá là rụt rè như vậy thì mình sẽ dễ hơn trong cái việc là mình có thể kiểm soát được ảnh. Đó cũng là một cái tốt. Nếu mình tìm thấy một người mà hào nhoáng quá, họ trau chuốt quá, họ chỉnh chu quá, đôi lúc mình cũng phải nên dè chừng ha. Thôi, Tường chỉ nói như đó thôi. Còn quan trọng còn lại là cái suy nghĩ và quyết định của anh chị. Bây giờ thì mời anh chị sẽ đặt tay vào cái nút bấm này nhé. Sau 3 tiếng đếm, nếu như các anh chị đồng ý và cảm thấy rằng đối phương có thể là một nửa của mình thì mình nhấn nút thật mạnh. Nếu chúng ta cảm thấy là chúng ta không có cảm xúc thì chúng ta hãy bỏ tay ra. Xin mời anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian, rất là nhanh lẹ. Tường hồi hộp lắm quý vị ạ. Rất hồi hộp. Tường có cảm nhận anh chị này phù hợp với nhau đến 80% á. Nhưng mà vẫn có một cái gì đó lo lo. Bởi vì những người gãy đổ rồi người ta sẽ rất là khó mở lòng ra. Nhưng mà rất may là hôm nay anh chị này đã cho nhau cái cơ hội. Anh chị thấy nãy giờ khi mà Tường đưa ra cái những nhận xét về anh chị á, có điều gì làm anh chị buồn không? Em hơi chê anh thì anh có buồn em không? Bây giờ anh một mình thì dạ, không, em phải nói hết để cho, tại vì em luôn đứng về phụ nữ. Đúng em rồi. Nói hết để cho chị ấy có thể nhìn thấy. Mà khi em đã nói ra những cái điều chưa được của anh mà chị vẫn chọn anh, có nghĩa là chị thật sự mong muốn tìm một cái người để mà có thể cho chị một cái điểm tựa. Và em hy vọng rằng là anh sẽ làm được. Đừng có phụ lòng em nhé. Hồi nãy giờ em cũng đưa anh lên hơi cao về bản chất. Cho nên em mong muốn anh sẽ làm được cái điều đó. Đừng làm cho người phụ nữ bên cạnh mình phải đau khổ anh nha. Hai chị nắm tay nhau đi nè. Hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay gặp Cát Tường và gặp chương trình. Thôi xin phép. Xin phép chị ấy chứ. Dễ thương quá à. Mỗi lần mà mai mối những cặp đôi lớn như thế này hoặc là đã gãy đổ như thế này, Tường áp lực lắm quý vị ạ. À. Bởi vì cần phải nói gì mình phải cân nhắc cho kỹ để có thể giúp đỡ được cho họ, có thể đến được với nhau. Xin thay mặt chương trình chúc cho anh chị sẽ có một cái cuộc sống vui vẻ hơn, tốt hơn. Những cái chuyện gì buồn trong quá khứ mình hãy cho qua hết và bắt đầu từ ngày hôm nay. Cố gắng hay nắm chặt tay nhau, có tin vui thì hãy báo cho các Tường cũng như là chương trình được biết anh chị nha. Không khóc nữa, khóc nữa tôi khóc theo à. Đây, gửi tặng hai anh chị những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai anh chị sẽ có những không gian xem phim, trò chuyện, tâm sự với nhau nha. Rồi, cảm ơn hai anh chị. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play, IPTV, MyTV. Và bây giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt thôi. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.